Được rồi, nếu như mà ba mẹ không chịu, con sẽ bỏ nhà đi bụi đời cho ba mẹ coi. Ê, chị Ngân, con đứng lại. Thiệt tình à, con không được quyền nói như vậy. Con phải nghe lời ba mẹ chứ, con là con gái mà, ở chung với một đứa con trai xa lạ làm sao mà coi được. Nhưng mà nếu như người đó ba mẹ cũng biết á, thì có được không? Con nói vậy là sao? Ê, đừng nói là lôi tôi vô vụ này á nha. Không có được đâu đó. Gì vậy? Ba mẹ à, nếu như Khải Ân là bạn chung phòng của con á, thì ba mẹ có yên tâm không? Không. Vậy đi. Khải Ân là em họ của con, nếu mà nó ở bên cạnh để bảo vệ con á, thì cũng được. Được đó ông. Được cái gì mà được? Không lẽ chỉ vì chuyện của con gái mình mà bắt cái thằng Khải Ân này phải bỏ thời gian công sức kè đúng. Kè theo bảo vệ con gái mình sao được? Đúng. Thương bác hài quá luôn á. Đúng rồi, không được đâu. Ba à, ba không biết đâu. Khải Ân á, nó có giọng hát hay lắm. Nếu mà nó vào học khoa thanh nhạc á, thì chắc chắn á, là sẽ đúng gu của nó luôn á. Khải Ân, con Ngân nói vậy đúng không con? Con thích hát lắm hả? Dạ thì con cũng thích hát, mà con cũng thích làm ca sĩ lắm. Nhưng mà cho dù ba có đồng ý đi chăng nữa, bây giờ người ta cũng đã thi cử xong hết rồi. Làm sao để thằng Ân thi vô đó được chứ? Cái đó thì con nghĩ ba mẹ dư sức sắp xếp được mà. Không phải ba mẹ quen với Bắc Thành, hiệu trưởng trường đó sao? Đúng rồi. Đó. Ê, em chưa đồng ý mà. Chưa tự gì mà quyết chưa định vậy? Chẳng lẽ em không muốn giúp chị hả Khải Ân? Không. Tự nhiên cái người ta không thích học bắt ta học chung mà. Tự học đi. Thôi được rồi. Nhưng mà hả, chị nghe nói ở trong trường đó có rất là nhiều cô xinh xắn nè. Biết đâu em sẽ tìm được công chúa của mình thì sao? Ê thiệt không? Chắc hiểu chắn dạ. Rồi. Con gái trường nhạc hả, chắc chắn là sẽ rất xinh đẹp. Em thử nghĩ đi, mấy cô ngồi đàn piano nè, rồi violon nè, hát nè, lãng mạn quá đi. Hả? Khải Ân à. Dạ. Rốt cuộc thì con có muốn học ở đó không? Nếu con không chịu thì cũng không sao đâu. Con Ngân sẽ phải đi học trường khác. Dạ, tất nhiên là con chịu vậy. Đó. Cái gì chứ, học chung với chị Ngân là mơ ước của con mà. Thôi được rồi, để hai bác sẽ gọi điện thoại sắp xếp cho con vào học chung với Bảo Ngân. Dạ, dạ. Thiệt tình, con với cái. Mẹ yên tâm. Chị đã được đi học rồi. Trời ơi, chứ không phải Mận vụ kia hả? Vụ gì? Thì vụ chàng gì đó. Mày nè. Mận không? Mận. Mận vô em. Cũng ly. Một, hai, ba. Vô. Ê, Trọng Lân. Dạ. Em trai ở đâu vậy? Dạ, đi kiếm phòng. Kiếm phòng ở đây, đây. Đây. Đi với anh, mới tới không biết gì đâu được anh. Nặng lắm mà, đi theo anh nè. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn gì, con trai em cảm ơn gì. Con trai làm phụ mà cảm ơn gì. Vô đây, phòng đây nè. Đó, được không? Dạ. Tươi ha. Đẹp không? Dạ, được. Anh cũng thấy được. Ê, ngồi nghỉ đi, mới tới đừng có làm gì hết, mệt lắm, nghỉ đi. Dạ, mệt thiệt á. Anh em đâu? Nó biết nhột. Nó thơm mùi gì kỳ vậy?
có ba mẹ nè. Con sao vậy hả? Hả? Con sao vậy? Bình tĩnh lại con. Sao vậy con? Mẹ ơi. Hả? Con mới mơ một giấc mơ. Ghê lắm. Không sao con, chỉ là giấc mơ thôi. Không sao, không sao hết. Con nằm mơ con thấy gì mà con la dữ vậy? Dạ, con mơ thấy... Thôi ba mẹ ơi. Ừ? Con không đi học trường nhạc nữa đâu. Cái gì? Mới hồi chiều con một hai con đòi đi học thanh nhạc, rồi bây giờ con nói không là sao? Dạ, nhưng mà bây giờ thực sự con không muốn học ở đó nữa. Ừ. Con nói gì mà con nghe được hả? Chuyện học đâu phải chuyện chơi của con đâu. Thích thì vô học, còn không thích là thôi. Dạ, con xin lỗi. Nhưng mà thiệt tình, bây giờ con không muốn học ở đó nữa đâu. Con thiệt là quá đáng đó. Con biết là bao nhiêu người muốn học như con mà không được không? Trong khi đó con cứ đổi tới đổi lui là sao? Thôi ông à, con nó không muốn học thì thôi. Dù sao ban đầu á, mình cũng đâu muốn cho con học trường nhạc đó đâu. Thôi được rồi. Nếu bây giờ con không muốn học ở đó nữa thì sáng mai lên trường xin rút hồ sơ đi. Dù sao chú Thành hiệu trưởng ở đó cũng là bạn bè quen biết của ba. Con không học ở đó thì cũng phải báo cho người ta biết. Dạ. Nghe chưa? Con biết rồi. Mẹ. Yên tâm, yên tâm. Không sao, ngủ đi con. Không học, không học thì không học, yên tâm. Chị ơi, cho em nộp hồ sơ. Để đó đi em. Bạn ơi, bạn gọi tôi hả? Dạ. Chào anh. Chào. Mà sao bạn biết tên tôi? Sao mà không biết được? Anh là người yêu. Hả? Dạ, không phải. Tại vì lúc em thi vô trường á, ai cũng nói anh là thần đồng âm nhạc của nhạc viện, cho nên em rất ngưỡng mộ anh. Cái đó là mọi người nói quá thôi. Vậy bạn là sinh viên mới hả? Dạ. Em nè nè, đừng có sợ. Tôi không phải là cái loại mà ma cũ ăn hiếp ma mới đâu. Mà bạn học ở khoa gì vậy? Dạ, khoa thanh nhạc. Vậy hả? Cố gắng lên nha. Dạ. Hy vọng là sau này tôi với bạn sẽ có dịp cùng diễn trên sân khấu. Hả? Vậy là em với anh diễn chung một sân khấu hả? Sao lại không? Tôi sẽ đệm piano, còn bạn sẽ hát. Như vậy là quá tốt. Hy vọng là sẽ không tệ. Ngồi bên anh một phút thôi, mai là ta phải xa nhau rồi. Tựa vai anh không một lời mà nước mắt cứ tuôn rơi. Phải làm sao khi mùa đông đến, chỉ còn một mình em bước lặng lẽ
trên con đường nỗi đau vô thường, biết anh không quay về. Rồi ngày tình tan vỡ, em ôm niềm đau vô bờ, ngỡ như là giấc mơ. Anh đi rồi, mãi xa rồi đêm, chỉ mình em với đêm. Nhìn về một vì sao, biết anh giờ đang nơi nào. Bỗng khát khao trào dâng, ước một điều ngày anh quay về, vì em vẫn còn yêu anh. Bạn ơi. Dạ dạ. Bạn có sao không vậy? À, dạ dạ không. Anh Hà Tuấn, cảm ơn anh đã động viên em nha. Trời ơi, có gì đâu mà khách sáo. Ừ. À đúng rồi, bạn tên gì? Dạ em tên là Bảo. Em tên là Trọng Luân. Ừ. Mai mốt mà vô học có gì cần cứ tới tìm tôi, giúp được là tôi giúp liền. Bye. Dạ cảm ơn anh, bye bye. Mang nhiều đồ dữ vậy. Trời ơi mẹ ơi, chẳng bao nhiêu lần rồi mà còn quên. Ừ thì anh được chưa? Ừ. Nhiều đây mà nhiều gì, anh chỉ mới sắm có nhiêu đây thôi đó. Tôi chưa thấy thằng trai nào á mà mang nhiều đồ như anh vậy đó. Thiệt tình nặng muốn chết. Thôi đừng có than nữa, đàn ông con trai gì đâu mà. Đàn ông con trai gì mà gì, thì anh cũng đàn trai vậy. Vậy thì anh tự xử đi ha. Tôi đi coi phòng trước đây. Ừ. Ê, muốn ăn đòn hả? Hai. Dạ. Ba, đây. Có phòng rồi. Có cần giúp một tay không? Dạ, may quá, cảm ơn anh. Anh Hà Tuấn. Thì ra là em hả? Ừ. Đưa đây, anh giúp cho. Phòng em bên kia đúng không? À, dạ. Đi em. Đã quá. Ủa, sao em không đi? À, dạ. Dạ. Sao? Em thấy căn phòng này có được không? Dạ, được. À, còn cái này, để đâu anh cất giùm cho? Dạ. Em đừng nói là tối em mặc này ngủ nha. Làm gì có, em là con trai mà. À, anh không thấy em là con trai hả? Sao mặc đồ con gái được? Trời. Anh nói giỡn thôi mà. Nhưng mà rõ ràng cái đó là váy ngủ của con gái mà. À, thì thì cái này anh mua tặng cho người khác anh. Tặng cho người yêu đúng không? Hả? Dạ đúng, tặng người yêu, tặng cho người yêu á. Đúng rồi, anh có người yêu rồi, anh mua tặng cho người yêu á. Người yêu của anh dễ thương lắm, dễ thương như ảnh vậy đó. Giới thiệu với anh, đây là Khải Ân. Dạ. Em họ của em. Nó cũng mới vừa đậu vô trường của mình, khoa thanh nhạc, ở chung phòng với em á. Anh em đó anh. Vậy thì tốt rồi. Khi nãy anh nói giỡn đó, em đừng có mắc cỡ. Với lại anh thấy em làm như vậy cũng đúng, mình là con trai mà. Dạ. Phải biết quan tâm chăm sóc cho người yêu mình chứ. Dạ. Anh ấy thật là tâm lý. Anh thì làm sao mà tâm lý bằng Trọng Luân được.
mới có 18, 19 tuổi mà đã có người yêu rồi thấy chưa? Ủa, anh nói vậy có nghĩa là anh chưa có người yêu hả? Ê, mày thiệt hư quá, tới giờ đi học rồi còn đứng đây. Thôi anh đi nha, có gì cần thì cứ qua phòng kiếm anh, đừng có ngại gì hết. Dạ. Lo thi cử đi. Dạ em cảm ơn anh. Chào em. Mình có vấn đề gì á thì cứ gọi, hoặc là gặp vấn đề rắc rối hay kẹt gì đó thì gọi cho anh nha. Về. Ủa em, có chuyện gì vậy, sao ngồi ở đây khóc? Em bị người ta lấy hết cho số rồi. Cái gì, em bị lừa hả? Bị nhiêu tấm vậy em? Chú kia tới mua vé số, chú lừa một hồi chú không có lấy, em kiểm lại mới có 5 tờ. Trời ơi, thôi nín đi em, thiệt tình á, trên đời này sao có người ác dữ vậy? Người ta nghèo khổ bán vé số cũng lừa người ta nữa. Tối nay em về, ba em mà biết em làm mất vé số, ông đánh em chết luôn. Thôi em đến đi. Anh có 100.000 nè, em cầm đi, bù vô mấy cái tờ mà vé số bị mất hồi sáng ha. Nè, 5 tờ vé số với 50.000 thôi mà. Anh biết rồi, 50.000 còn lại á em giữ lại đi, lỡ sau này có mất á thì cầm bù vô ha. Thôi em không nhận đâu anh. Thôi em nhận đi mà, không thôi tối nay dì bị ba đánh đó nha. Em cảm ơn anh. Ừ. Em đỉnh đi, em đói bụng chưa, giờ anh đi ăn cơm nè, đi ăn với anh nha. Cảm ơn anh. Dạ thôi em phải tranh thủ bán hết vé số này để thôi về ba em la em. Dạ cảm ơn anh. Ừ. Cẩn thận đó nha Khải Ân. À, anh Tuấn, nãy giờ anh đứng ở đây anh thấy em giúp cô bé đó, em tốt bụng lắm. Dạ cũng đâu có gì đâu anh, thấy tội nghiệp quá. Anh thấy em rất là thích hợp tham gia hội nhóm xã hội của anh, sao có muốn tham gia cùng hội cùng thuyền với anh không? Dạ. Đóng cửa lại. Nóng quá. Mẹ Long ơi, khởi động mày. Kêu luôn nha. Qua đi. Luân ơi. Luân ơi. Mày làm gì lâu quá. Ừ, cái gì cũng sang được mà. Luân, Luân luôn 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 luôn. Lẹ nóng quá luôn ơi. Nóng quá, nóng quá. Hết hồn gì vậy? Ờ. Hai anh muốn gì? À, tao là gì mày la với mày? Qua rủ đi bơi gặp chưa gì hết la la. Đi bơi hả? Ừ. Ở trường mình có hồ bơi rộng lớn lắm, bơi cho nó mát. Nhưng mà tự nhiên sao rủ em đi bơi? Có gì khó hiểu đâu, tại vì em là sinh viên mới, cho nên tụi anh muốn giới thiệu về cơ thể. Ê, không bậy. Nó bậy không cơ mà. Cơ sở vật chất của trường mình. Vậy tự nhiên đi. Với lại trời bây giờ nóng nực vậy nè, ở trong phòng như cái lò thiêu vậy. Đi bơi cho nó mát. Đi bơi cho nó mát à. Thôi nhưng mà em đã nói là không đi là không có đi. Tại vì em không có quen bơi ở chỗ đông người. Em bơi một mình không à. Trời. Có ai đi bơi với một hồ bơi rộng lớn mà đút đầu vô bơi có một mình không trời? Có mình nói chắc. Nó khùng rồi. Nè, bây giờ không lẽ đàn anh đích thân qua đây rồi rủ đàn em đi bơi, đàn em không đi là đó. Sao? Em đã nói là không có đi. Cảm ơn. Ê Tuấn, đầu bơi trước rồi phải không mày? Đang bơi quải chờ mình á. Anh nói gì? Anh Hà Tuấn cũng đi bơi nữa hả? Chung phòng với anh mà. Đi không? Sao?
Đi, cho em đi với. Thì giờ nè, biết đường đi không? Dạ không. Dễ lắm, chỉ để đường. Chỉ cho. Đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải, tới ngã tư, ra khỏi cổng trường. Ủa phải lộn. Chị trước quốc không? Không, không. Bây giờ nè, đứng ngay cái ban công đó. Ừ. Chờ, lấy đồ xong, ra ngoài, dẫn đi. Dạ. Nha. Nhanh, gọn, dạ. Lẹ. Nhớ rõ, dạ. Chưa? Dạ, cảm ơn anh. Trời nóng quá là phải bận quần này đi bơi nè. Tự nhiên. Đúng không? Không đi bơi là không chịu nổi đâu. Anh Long, anh Vũ nói nghe nè. Gì? Ủa sao mấy anh nói anh Hà Tuấn bơi ở đây mà sao em không thấy đâu hết vậy? Thằng Tuấn hả? Dạ. Nó đang thay đồ phòng tắm á. Tuấn đang thay đồ xuống giờ á. Mà sao em không bơi? Khởi động bơi đi. Ê xuống bơi đi. Đi. Coi mấy em kìa, nhìn bơi đẹp không? Đẹp quá ha. Ừ. Coi bộ mày còn mê cái thằng Tấn Long nha mày. Trời ơi, con trai nào không mê gái. Đúng không? Phải mê gái. Xuống bơi đi. Thôi em không bơi đâu. Bây giờ nè, khởi động đi. Rồi xuống bơi. Không khởi động á, dập bé sao, đúng không? Nhưng mà thôi, em đứng đây coi mấy anh bơi được rồi. Em không bơi đâu. Không bơi đâu. Bây giờ không bơi phải không? Dạ không, không bơi. Ngủ rồi, hả? Như cụ đi. Ừ. Một. Hai. Hai. Một. Nè nè. Hai. Tụi bay. Hay rủi. Gì? Gì? Nó đang bệnh đó. Đừng có để nó xuống nước. Mày bệnh hả mày? Dạ. Sao dạ. Sao sớm? Mày bệnh, nha mày. Bệnh. Mày hên nha. Mày không bệnh tao xô mày xuống rồi đó. Dạ anh bờ nha không? Dạ. Ê Long, đi Long. Thôi em đi vô đi. Mấy em nhìn đây nè. Anh nhìn là anh biết rồi. Hả? Anh biết cái gì? Anh biết chứ. Nhìn điệu bộ của em là anh biết em không biết bơi rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, em không có biết bơi. Nếu mà không biết bơi như vậy á, lỡ mà bị rớt xuống nước á, thì mày sặc nước cho coi. Dạ đúng rồi. Thôi được rồi, để bữa nào rảnh á, anh dạy em bơi. Em đồng ý không? Hả? Anh dạy em bơi hả? Ừ. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Hay là bây giờ anh xuống dưới bơi thử cho em coi đi. Thôi được. Chị. Cái gì? Ủa quên. Hồi nãy em về nhà có ghé nhà anh. Mẹ anh nói gửi cho anh sắp hình nè, coi cho đỡ nhớ nhà. Trời đất ơi, ở đây có xa xôi gì đâu. Anh muốn về nhà lúc nào mà không được. Đưa hình coi làm gì không biết nữa. Thì chắc ba mẹ anh sợ anh giả trai riết rồi không nhớ mình là con gái. Gỡ hình ra coi đi, hồi đó chị là con gái đó mà. Trời ơi, đúng là ba mẹ anh lo xa quá. Chứ anh làm sao mà biến thành con trai được chứ. Hên xui. Nếu mà em không quen anh á, em cũng không nghĩ anh là con gái. Mày nói gì vậy? Đứng lại. Lần sau là em chết với anh ấy nghe chưa.
đi đứng kiểu gì vậy? À, xin lỗi. Hình như cậu là... Là gì? À, thôi xin lỗi, tôi đi đây. Xin lỗi, em có sao không? Nè, tụi bay biết con Ngân gọi tụi mình tới đây có chuyện gì không? Ai biết. Nhưng mà tao nghĩ là nó đang rất là bực mình á. Nghe giọng nó qua điện thoại, tao chắc chắn là có liên quan đến ông Hà Tuấn. Ừ. Ra đây. Sao vậy? Có chuyện gì thì nói tụi tao nghe đi. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy? Sao vậy? Hay là ở học viện mày bị thằng nào ăn hiếp đúng không? Không có đâu. Đã có Khải Ân đi theo bảo vệ mà. À, có phải liên quan tới Hà Tuấn không? Rốt cuộc là chuyện gì? Phải nói thì tao mới biết chứ. Tụi mày coi đó, cả tháng nay rồi, từ lúc nhập học tới bây giờ, tao vẫn chưa tiếp cận được với ảnh. Con có tức không chứ? Ủa, sao kỳ vậy? Tao nghĩ á, mày ở chung ký túc xá với ảnh thì phải có cơ hội gặp ảnh nhiều lắm chứ. Gặp thì gặp, nhưng mà lúc nào cũng có một đám người dây quanh ảnh, đâu có nói chuyện được gì đâu. Đúng rồi. Mà chuyện tình cảm á, tình cảm thì làm sao có thể nói được ở chỗ đông người. Tụi mày nghĩ coi, tụi bay có cách nào giúp tao đi. Cứ như vậy tao chịu hết nổi rồi. À, tao có cách rồi. Cách gì? Vấn đề ở chỗ á, là mày không có cơ hội gần gũi với anh Hà Tuấn một mình, đúng không? Ừ. Vậy thì dễ thôi. Chỉ cần á, mày chủ động hẹn hò với ảnh ở một nơi mà chỉ có hai người, mày với ảnh, vậy là xong. Chỉ cần hai ba lần như vậy hả, bảo đảm ảnh hiểu được tình cảm của mày liền. Đơn giản như vậy mà tại sao tao không nghĩ ra ta? Đúng rồi, ta sẽ chủ động gần gũi ảnh. Đúng rồi đó, cố lên Bảo Ngân, vì tình yêu muôn năm. Tụi ta sẽ ủng hộ mày. Ngân, cố lên. Cố lên. Không biết anh Hà Tuấn đi đâu ta. Mấy bữa nay không thấy gì hết á. Ê, tôi đã biết hết rồi nha. Hả? Anh là ai? Mà anh biết cái gì chứ? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng tôi biết cậu là ai. Hả? Nè, đứng lại. Ui da. Chạy đi đâu vô ích, không ai có thể thoát khỏi tay của Hoàng Dũng này đâu. Tôi xin lỗi. Thật ra là anh muốn gì? Tôi muốn chỉ có một điều thôi. Đây. Tôi muốn cậu giới thiệu cô ấy cho tôi. Hả? Anh muốn tôi giới thiệu cô gái này cho anh á hả? Chính xác. Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng gì? Không có gì. Tôi biết tôi yêu cầu như vậy là không đúng, nhưng tôi không còn cách nào khác nữa hết á. Cô gái này tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiệt hả? Sao tôi không nhớ là cổ gặp anh ở đâu vậy ta? Làm sao cậu biết được? Khi lần đầu gặp cổ đi có một mình à? Tôi năn nỉ cậu, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Nhưng mà không có được đâu. Sao lại không? Chắc chắn là cậu quay với cô ấy mà.
À, hay là cô ấy là người yêu của cậu? Không phải đâu. Không phải là được rồi. Nhưng mà tôi thấy cậu và cô ấy rất giống nhau đó nha. Không lẽ... Không phải, tôi là anh trai song sinh với cô đó mà. À, tôi cũng nghĩ vậy á. Biết ngay mà. Nhưng mà nó đi du học rồi, tôi không có làm mai cho anh được đâu. Cái gì? Du học hả? Ừ. Không sao đâu, tôi sẽ chờ cô ấy trở về được mà. Nhưng mà cậu phải hứa với tôi là cậu phải làm mai em gái cậu cho tôi đó nha. Được không? Chuyện đó được hay không? Được. Có như vậy chứ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đối xử tốt với gái của cậu. Từ nay trở về sau có chuyện gì thì cứ tìm đến tôi sẽ giúp hết mình. Tôi đi nha. Sao mình cũng là con gái mà. Quên nữa, bây giờ mình là con trai mà. Nhưng mà con trai đi với con trai vô rạp chiếu phim coi thì sao ta? Có kỳ không ta? Không, không có gì kỳ hết. Ôi dạ. Em xin lỗi, anh có sao không? Anh không sao. Mà em kiếm ai vậy? Thật ra thì em... em muốn rủ anh đi coi phim với em. Đi coi phim hả? Ừ. Ở rạp á, mới ra bộ phim hay lắm. Em muốn đi coi, mà không biết đi coi với ai hết á. Nên em muốn rủ anh đi chung với em cho vui. Vậy hả? Vậy sao em không rủ Khải Ân á? Khải Ân hả? Trời ơi, Khải Ân hả, anh biết không? Nó bước vô rạp là nó ngủ liền à. Nó không thích đi đâu. Mà nếu như anh không thích đi với em thì thôi, xin lỗi. À nè Luân. Đi đi. Vậy hả? Vậy chút nữa mình gặp nhau ở rạp chiếu phim nha. Ừ, lát gặp. Dạ. Dạ, bye bye anh. La 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 la. Cái gì vậy? Bộ định cho ông biết bà là con gái luôn hả? Đâu có. Bây giờ còn sớm quá. Ảnh mà biết chị là con gái, ảnh không thèm nhìn mặt chị nữa làm sao? Vậy chứ dễ dễ tô tô này đi đâu? Thì đi coi phim với ảnh chứ đi đâu. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, có ai con trai mà trang điểm không? Thì chị đi coi phim với ảnh, chị cũng phải đẹp chút xíu chứ. Chị ơi chị, em quỳ xuống em lại chị. Bây giờ chị nên nhớ chị là Superman, chị là con trai. Con trai thì không bao giờ tô son trắc phấn vô mặt. Trừ khi á. Trừ khi cái gì? Trừ khi chị muốn chị với anh Hà Tuấn là một cặp BD đi coi phim. Cái gì? Em nói cái gì? Bê đê. Nói gì mà thấy ghê quá vậy? Em nhìn chị bây giờ á, còn thấy ghê hơn em nói nữa. Thôi được rồi, chị biết rồi. Chị sẽ trang điểm nhẹ thôi nha. Trời nha. Ơi, nói vậy thôi cũng không bỏ hả? Thôi, chị làm gì chị làm đi. Bỏ tay với chị rồi đó. Ghê.
bên đi. À, mày. Trọng Lân, Trọng Lân, à, anh tới đây nè. Cái gì? How are you today? À, chết rồi, đối tượng vẫn luôn theo, làm bể kế hoạch rồi. Vậy tụi mình phải làm sao đây? Không thể để một mình công nhân đứng đó với cái đám của họ được. Đúng, bây giờ tụi mình phải ra tay giúp đỡ nó thôi. Chắc em đã biết đây là Gia Vũ và Tấn Long. Tại vì anh thấy đi coi phim có hai người buồn quá nên anh rủ hai đứa nó theo cho vui. Trời ơi. Ê, suy nghĩ cái gì hả? Muốn coi phim nào phải không? Ê, coi phim nào mày? Avatar. Sao? Avatar cũng được. Avatar cũng hay lắm. Anh Trọng Lân, Trọng Lân, anh Trọng Lân. Ai vậy? Tình cờ quá à. Tụi tao tới đây giải cứu mày đó. Yên tâm đi. Ai ạ? Chắc bạn nó. Anh Trọng Lân ơi, chưa tới giờ coi phim, anh dẫn tụi em đi mua sắm nha. Được anh. Tụi em cứ thoải mái đi, tụi anh đứng đợi đây cũng được. Đi. Em đi nha. Bye bye, bye. Quá, công nhận thằng Trọng Luân nhìn vậy mà đào hoa quá. Phải vậy thôi, ai như mày thấy gái là cứng ngắc, không dám còn nhắc cấy nữa. Mày vô duyên quá mày ơi. Thiệt là bực mình quá đi, người gì đâu mà khờ gì không biết nữa à. Rủ đi coi phim được rồi còn dẫn thêm bạn nữa là sao? Anh Hà Tuấn này kỳ thiệt á, làm toàn bộ kế hoạch tụi mình đi tông hết trơn luôn. Mà cái đám bạn của ổng cũng kỳ nữa, người ta đi coi phim với nhau mà cũng bu theo cho được à. Bực mình quá, bây giờ mấy bà làm sao đây? Thôi mày đừng có bực mình nữa, mỗi lần mày bực mình á là mua quá trời đồ luôn nè, thấy chưa? Mua tiếp. Trời, mua tiếp hả? Nhỏ này, thử giùm coi thơm không? Thử này coi. Nè thử coi. Ê, có khi nào mình làm người ta khói người ta chù luôn mày? Ê, không có đâu. Dù sao cũng có thằng Luân đi chung mà. Không lẽ nó chùa luôn sao mày? Kìa, hỏi về rồi kìa. Đâu? Xin lỗi anh Tuấn, bắt anh phải chờ. Tại vì tụi em đi chơi vui quá, cho nên... Có gì đâu em, chưa tới giờ chiếu mà. Muốn gì vậy? Đưa coi coi. Ôi, mày mua mấy này làm gì đi ta? Trời, gì vậy? Mày mua mấy này chi vậy? Mua này tao mặc hả? Cái này á là anh Trọng Luân mua cho em gái của ảnh á. Công nhận nha, mày thương em gái mày ghê á. Mày đi mua đồ nữ cho em gái mày chứ hả? Kêu anh đi mua đồ nữ hả? Anh không có mua được đâu. Thôi trả đây. Tới giờ chiếu phim mà vô coi đi. Không mua vé là hết vé bây giờ. Thôi thôi trả lại đi. Đi. Cái này là cái gì đây ta? Anh Trọng Luân. Thằng quỷ. Hai ba bữa nay mày đi đâu hả? Có biết là anh mày mấy phen xém chết không? Em đi công tác xã hội ở học viện đó. Công tác xã hội hả? Tụi em đi thăm mấy đứa trẻ mồ côi ở mấy ấm mầm xanh á. Vui lắm, mấy đứa đó dễ thương lắm. Anh tham gia không? Em định rủ anh á. Đi chung đi. Cái gì? Mày nghĩ sao mày kêu anh mày đi tham gia mấy cái đó? Mấy cái hoạt động tình nguyện xã hội có gì đâu mà hay ho.
mai mốt đừng kêu anh nha. Trời ơi, nghĩ tới mấy đứa mà bụi đời ăn chơi dơ bẩn quậy phá ngoài được thấy ghê, rỗi hết da gà luôn rồi nè. Im đi. Em gì? Tao nói thiệt cho mày nghe này nha, mày á, mày đừng có rảnh quá giúp tụi nó làm gì chứ. Những người mà làm cái công tác xã hội toàn là những người ở không không à, dư thời gian nên không có cái gì gì làm, rồi cho nên mới hả bày trò tìm kiếm danh tiếng. Anh Tuấn. Ảnh. Chào anh. Sách dạy bơi căn bản tôi cho cậu mượn. Dạ em cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng học mà. Anh Hà Tuấn. Anh Hà nè, Tuấn đứng lại. Gì vậy? Cái gì? Biết cái gì không? Anh Tuấn là trưởng đội công tác xã hội ở trường mình đó. Hả? Chứ chính ổng rủ tôi vô đội đó. Nói cho lắm vô. Chẳng lẽ anh nghe hết những gì chị nói rồi sao? Chứ còn gì nữa. Đã ra hiệu đừng nói, đừng nói. Im im im. Ai mà còn biết gì nghe. Cho giận vậy luôn. Giận thiệt hả? Chúng để giỡn. Chết chị rồi. Chết rồi. Thằng quỷ. Bà quỷ á. Thank you.